Ok, chào mừng anh em đến với shop cày game giá rẻ. Thì shop hiện tại có rất là nhiều chức năng luôn, nào là cày Golob nè, hôm đưa ngày nè, shop Rock và Robot ha. Và hiện tại Robot này không bị ban nha anh em. Hiện tại Robot này là các chức năng mới nha, không phải refund nha anh em. Và hiện tại có 1.600 nè, 800 nè, 400 nè, sẽ tính thuế trong cái phần của anh em khi anh em gọi là mở khóa ha. Ok, và chúng ta bắt đầu video nào, let's go. Hello anh em biết Secret có dễ kiếm hay không? Và anh em chơi một ngày cứ ra Secret chưa? Thì mình khẳng định cái này là chưa đúng không? Ok, và mình cho anh em coi cái hạt này. Là cái hạt này thật sự là quay tích cực quay tay vẫn may sẽ đánh lộn tích cực quay xa là càng ra nha anh em đó. Đây nhìn nha, cái hạt này vẫn không ra một cái mythical nào nhưng mà đang có Secret anh em ạ. Đó, mình không nói đùa đâu, đây anh em xem nhá. Tỷ lệ xa của nó mới có 1.42k thôi nhưng mà con Secret trong tay luôn anh em. Mình review cái này thì mình còn tức mà, nhưng mà không sao, kể kể có cái để review cho anh em xem là được. Đào này qua Secret là sao nha. Đầu tiên là cái này không mặc thì anh em cũng biết, và cái bộ tóc che mặt thì giống một anh niên trên tay hồi đó. Và vô mình test thử chiều xem, đám bước đầu là 38.4 mà đam nó cũng hơn mình luôn rồi đó, hơn mình đó anh em. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ coi skill nó ra sao ha. Mình phải bật cái này lên mới coi skill được anh em ạ. Làm lại. Mình vẫn chưa thấy cái skill nó ra sao anh em, mình còn chưa biết cái gì luôn. Bóng tối. Wow. Ok. Skill nhìn đơn giản đấy. Không đơn giản chút nào anh em ạ. Ui, và đây là một bạn chứng tỏ là xả hết cái vận may của cuộc đời mình rồi đấy. Quay 1.43k chấn đây mà cho anh em coi xe ability ha. Cái này là việc chứng minh mình là khẳng định chứng minh mình rằng là không, Secret sẽ không có BT nha anh em. Anh em thấy không, nếu anh em có nó có BT thì mình chịu anh em luôn đấy. Anh em nhìn đi, đây quay 396k chứng nhưng mà anh em coi cái stat của nó nè. Đây là stat của mình hàng đây là quay cái six star mà quay một thể được 42k, 300k trứng, nhưng mà anh em nghĩ đi, 400k trứng mà quay được hai con Secret thì anh em nghĩ ba con chứ không gọi như vậy là con nghĩa là anh em nghĩ đi, thì Secret BT có thật không? Mình nêu giả thiết vậy thôi chứ anh em muốn lại thì đá hơn. Và cái con này mình thấy nó hơn BT, nó hơn là hơn cái chỗ là khi nó dùng cực kỳ nó khá là đẹp anh em, khá ngầu, dùng trưởng như Goku và Goku như Vegeta ấy, nó rất là ngầu, nhưng mà được cái là sẽ tốn cái mảnh cho nên nó sẽ bắt xịt lên. Còn bắt xịt God ấy thì bóp tốc độ nhanh, nhưng mà mình thấy cái Blessing vẫn là ngon nhất cho anh em rồi. Blessing nó bóp lên cho anh em lên luôn, sơn màu này đủ phụ kiện anh em ạ. Thì nếu 130 để mình thử full xe nhẹ nha. Rồi để thử full xe nhẹ ra đâu nha, thử thôi chứ không có dùng nha anh em, dùng thì hẹn này chịu chết anh em ạ. Đâu mình sẽ thử nha. Đây, lúc này anh em sẽ cần là đi lấy cái chỗ này nè. Anh em sẽ cần lấy cái con Secret này nè. Anh em sẽ treo ở cái khu bên Slayer để cho Slayer nó update cho anh em lên 7 level nữa. Ví dụ bây giờ nhá, đây 7 level nữa là 137 đúng không? 700m đam mà con này mới vô là 320m đam, vậy có nghĩa là con này tăng gấp đôi, nhưng mà bù là cái đề 7.000. Và anh Minh viết chưa ta? À, Minh vẫn chưa viết, và hôm này đang đợi cái con này lên level. Ok, thì không bỏ vô được rồi. Nhận chưa? À nhận rồi luôn nè, nhận rồi luôn. Đó, thì mình lấy cái hạt này là sẽ không có chứng minh cho em là không có Secret BT nào hết, anh sẽ tự quay ra. Thấy, anh em nhìn đi, có thằng nào mà bơi 2 đúp Free for play hết kệ, nói chung là free to play anh em, free to play đấy mà ra Secret đó, mà Secret mắc túi nha. Đó, free to play thì anh em free to play nào có thể ra Secret thì mình khá là may mắn nha. Chứ bây giờ mình chưa ra có Secret nào thì nói chung là tích cực quay tay phần máy sẽ đến thôi. Thì đang cứ quay liên tục mở xa và cái niềm banh thăm được ra Secret rồi đấy.
cứ tốn tiền điện khoảng 1 ký điện là nên sẽ quay series ha. Và tạm biệt ở đây, mình chỉ review sơ sơ thôi đây, mình đã nâng cao vậy chứ sự kêu nữa ha. Anh sắp đặt phơ nè, đâu nó bị lắc rồi anh em, thôi và tạm biệt ở đây, tại vì nó bị lắc rồi, bye bye, chúc anh em có nice day nha.